Trận tứ kết giữa Brazil và Argentina tại FIFA U17 World Cup 2023 trên sân vận động quốc tế Jakarta đã phải lùi thời gian diễn ra sau khi mặt cỏ sân vận động này bị ngập úng bởi cơn mưa lớn chút xuống. Điều đáng nói ở đây là sân vận động quốc tế Jakarta là sân vận động có mái che có thể thu vào, đóng kín toàn bộ sân vận động. Tuy nhiên, ban quản lý sân đã không thực hiện điều này trước khi cơn mưa ập đến. Dù thời gian qua ở Indonesia thường xuyên xảy ra những cơn mưa rất lớn. Tiếp theo đó, đây là một sân vận động mới rất hiện đại và mặt cỏ cũng mới được lắp đặt, nhưng hệ thống thoát nước đã không hoạt động hiệu quả, dẫn đến mặt sân bị ngập rất sâu. Các nhân viên đã phải đẩy những vũng nước đọng trên mặt sân một cách rất thủ công và vất vả. Ngay cả khi trận đấu trở lại, mặt sân đã lộ rõ những khu vực bị lầy lội và ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng trận đấu. Sau giải đấu này, có thể Indonesia cần phải đánh giá lại chất lượng của sân vận động lớn nhất của nước này. Trước khi nghĩ đến việc tổ chức các trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia Indonesia trên sân vận động quốc tế Jakarta,